tiên thánh thượng ngàn tiên dân văn ni châu ba đệ nhị trên thượng đông quân tuần quán ni giáng đàn hôm nay trên thượng gió thổi rung cây bao lạc hà giang.
lầm ngầm a thung đi hồn lang về chậu quyền châu ba cái tam thập lục ngàn châu xin tầng khe suối một bầu tiêu sao mi lòng tay hân hoan đêm đêm đốt đuốc lên ngàn
trước trình vật bánh sau còn trình vua cha con trình lên các giá các toàn ý nghĩa lòng con nay ra trình cười chầu trình ghế mới dựng lên ý à ơi à chầu trình ghế mới dựng lên trước trình Phật Thánh sau trình vua cha trình lên cuộc mẫu trên tòa hội đồng quan lớn trình tòa sơn cha trình về bản đền chân đây ý à ơi à con dâng lên nè trầu về trên sáng chép biến dành 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 ý nghĩa đệ tử con cầu lộc cầu tài cầu buôn cầu bán đắc tài lộc sai xin ra chung nước chảy xuôi dòng ý à ơi à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẫu sai trầu xuống đi cứu người dân giàu. Bấy bấy lâu cao thắm bao mong chờ có ngày điệp vui. Tổng tâm say giá hồi
cùng cho năm suối lân cung tình mời ra châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương bốn dòng lạnh độc sinh trên được mà lại ra ngoài nó đêm đi đông xuống trần gian đi báo mộng trần thì đương tâm động bào thai mùa thu chín tháng ngày mười thì ngày đôi mươi tháng chín đi ba thu về xa lánh
hồn huyên ni a. Điệu bố xòe cho má hồng tươi, áo căng căng phiêu phiêu gió mới đôi chân hài dịu dàng lắm bước, áo căng căng phiêu thiên sợ mới sầu bay về bạn đến. Thank you.
ngày hôm nay Loan giá trầu về đây, Sơn Lâm hổ dễ một cây cũng nên dừng, sông về trình lễ cho thành đồng, lộc tài tăng tiến để ra đời đời, lộc tài tăng tiến. Từ có mầm tứ phủ trình lên, trước trình Phật Thánh sau trình vua cha, trình lên quốc mẫu trên tòa, hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang, trình về đền chân đây. Ý à ơi à, con cầu lộc cầu tài, cầu buôn cầu bán đắc tài lộc say, cho ra chung nước chảy xuôi dòng. Ê à, ê à. Trên ngàn núi cao đẹp như ngàn ánh sao, đôi tay trầu múa đôi mồi hoa tỏa sáng trông như là sao băng. Vang vang lừng tiếng ca, vang vang lừng tiếng ca, đón trầu lục về đây, đón trầu lục về đây. Đôi chân trầu bước bước trên thềm hoa, mở đường nhân nghĩa cho ấm no tới từng nhà. Chầu bát ni giác đàn ni chính đây, thành ra hồi chầu kiểu sứ thanh nha cung thỉnh mời, đồng mỏ chi đang quay lên đi, chầu mời nữ tiệt ni cứu dân là tiền treo, nước non gặp vận hiểm nghèo, chầu mời đồng mỏ sớm chiều sống ta vốn dòng chính quán mỏ ba. Một dòng chính quán mỏ ba cần nề lao lối gió. Giặc liễu thắng hàng đầu, lệnh 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 truyền hiệu triệu các châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mười đông chiến lược tung 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 hoành mà dẹp tan giặc giữ chiều đình đình bàn không ý. Giúp châu mười người đất đi sớt chung, giúp dân lập ấp xây vùng mò ba đường tài đã dậy gần gần xa ý. Về chạy hội đền mò ba sớm chiều bay dâng nhang lễ mẫu trên tòa tiêu tiểu nhà nhạc hát ca vang lừng sâu về đồng một tuần hương ê à hơi à. Chim rừng nghỉ ca suốt đêm đâu con chim ba rừng nghỉ diêu rít gõ kỳ nhau nghỉ. Thank you.
sớt nhớ lại ngôi đền thờ châu mì bé nơi nào xuống gà Bắc Lệ hỏi thăm mi vào nghỉ à. Trên non du con dầu dĩ dưới suối ngàn nề chim nề véo bon một bầu gió bát trăng thanh nề soi đá ông một vùng sơn thủy thọng dòng chạm yêu điện cao xa gót tiền quầy lắc ai trà đi tiếng thô tiếng kinh đàn đông dao khúc thanh
dầu sao chơi đèn màu bàn tay đèn đông cuông đức đại tôi linh tuyên quang cảnh cảnh chỉ hiểu dâng lên tam bảo mười phương độ trì tại dâng hương khấn phật từ bi sầu bé búa hầu mẫu vương nhắc sông lên xa tự ở hào quang chân giàu đã bước đến đâu gieo mầm nhân nghĩa bác nhịp cầu vinh hoa trông đẹp như sao bắt đầu ngân hà bay
lượn chú ong vàng tìm kiếm nhị hoa trên non cao bóng đá xê đà mà sao trâu mẹ mẹ có một mình à sao trâu mẹ nên non có một mình lục đội đầu đai xanh kiềm bạc túi trầu à nhỉ, nổi trống tiết chiều nhỉ, nổi trống rước chầu về Đông Quương Thượng Ngàn nhá.